Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chủ đề khá là hay, khá là đơn giản. Đó chính là Pure Pattern ở trong Revit Architecture. Như chúng ta đã biết thì Revit nó rất là mạnh trong cái việc mà chúng ta vẽ công trình đúng không? Và từ cái việc mà chúng ta vẽ hình khối 3D công trình ấy thì nó có thể chuyển về các cái mặt đứng, mặt cắt để giúp chúng ta làm hồ sơ đúng không? Tuy nhiên có rất là nhiều những thứ lặt vặt mà chúng ta có thể dùng những cái vùng 2D chúng ta bổ trợ vào trong công trình của chúng ta. Nó làm cho bài vẽ của chúng ta nó được thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng nhá. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo các cái mẫu giống như các cái mẫu hack ở bên AutoCAD đấy ạ. Nhưng mà nó dành cho Revit Architecture các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta muốn tạo một cái vùng 2D tùy ý ở trong Revit thì các bạn vào trong phần Annotate đúng không? Các bạn tích vào phần Region và các bạn chọn cho mình gọi là File Region ở đây đúng không? Và chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ vẽ một cái vùng như thế này. Đây, ấn nút OK. Và ở đây thì nó sẽ có một cái vùng gọi là mặc định như thế này cho các bạn lựa chọn đúng không ạ? Khi mà các bạn muốn thay đổi cái họa tiết hoa văn ở trong này nhá thì chúng ta sẽ tìm tới cái đề mục Edit Type ở đây các bạn nhá. Và trong Edit Type này thì trước khi chúng ta thay đổi thì các bạn cần phải duplicate lên nhá. Ở đây giả sử mình muốn tạo một cái họa tiết mới này. Rồi, OK. Ở đây thì mình sẽ chọn là foreground Pure Pattern ở đây đúng không? Và mình chọn cho mình một cái mẫu mới, họa tiết mới nhá. Thì mặc định chúng ta sẽ có hai cái chủng như thế này là Drafting và phần Model. Drafting ở đây thì mọi người hiểu rằng là nó là một cái dạng bàn thảo mọi người nhá. Còn Model thì các bạn hiểu là cái thực tế nhá. Thực tế tức là sao? Khi các bạn kích vào Model nhá, giả sử ở đây thì mình sẽ chọn là cái sàn gỗ này đi. Ấn nút OK. Apply, OK. Nếu mà các bạn chọn Model thì các bạn có được một cái đặc quyền rất là hay, đó chính là chúng ta có thể align nó được. Ví dụ ở đây mình có cái tấm gỗ định vị ở cái góc này đúng không? Thì mình sẽ dùng lệnh align, phím tắt là AL để mình gióng như thế này đúng không các bạn? Mình sẽ gióng như thế này. Thì đấy là cái điều đặc biệt nếu mà chúng ta dùng cái họa tiết hoa văn là Model các bạn nhá. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây, chúng ta sẽ align nó được đúng không? Thường thì các viên gạch ở trong nhà vệ sinh thì mình cũng sẽ dùng là chế độ Model nhá để mình có thể dễ dàng để mình biết được rằng là viên gạch định vị nó nằm ở đâu, đúng không? Rồi chúng ta quay trở lại với cái bảng này nhá. Chúng ta chọn đối tượng này. Sau đó thì chúng ta vào trong đề mục gọi là Edit Type. Và trong cái kiểm này thì mình sẽ click tiếp tục vào đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với đề mục Drafting đi. Drafting thì nó sẽ cho phép chúng ta có nhiều chủng loại để lựa chọn hơn, đúng không? Mặc định thì Revit nó cho chúng ta chừng này cái chủng loại thôi. Nó chỉ gọi là vừa đủ để chúng ta làm những công việc thông thường thôi. Còn các bạn muốn đa dạng hơn thì chúng ta nên tạo cái mới các bạn nhé. Mình muốn tạo một cái Pure Pattern mới thì mình click vào cái góc này các bạn này. Có hình cái trang giấy đúng không? Ở đây nó hỏi chúng ta này. Ở đây nó cho chúng ta hai sự lựa chọn nhé. Basic là sự lựa chọn đơn giản nhất này. Để tạo mẫu này. Ở đây thì giả sử ở đây mình ghi là mẫu mới nhé. Mẫu mới đi. Nếu mình chọn Basic thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó cho phép chúng ta rằng là cái góc nghiêng đúng không? Đấy, góc nghiêng này. Rồi khoảng cách này giữa các đường nét đúng không các bạn? Còn với chế độ custom nhá thì chúng ta có thể rằng đưa một cái mẫu ở bên ngoài vào để sử dụng các bạn nhá. Ví dụ như ở đây thì khi mình chọn custom này và mình kích vào Brow nhá thì nó sẽ lựa chọn những cái mẫu hack ở bên ngoài. Như chúng ta đã biết thì AutoCAD nó có rất là nhiều các mẫu hack đúng không? Thì chúng ta kích vào Brow này. Sau đó thì các bạn sẽ thấy đây. Ở đây thì các bạn nhớ nhá là cái mẫu hack của AutoCAD thì nó sẽ có chấm là đuôi patch nhá, chấm là đuôi patch này. Ở đây thì mình sẽ chọn là U8 đi. U8 thì các bạn thấy không? Đấy. Nó xuất hiện cái mẫu ở trong này rồi này. Mẫu mới nhá. Đó. OK. OK. Apply, OK. Thì các bạn thấy không? Đó, chúng ta đã nhanh chóng chúng ta tạo được một cái pattern mới rồi. Để mà nó nhanh hơn thì các bạn hoàn toàn chúng ta có thể vào trong phần manager ở đây nhá, manager này. Sau đó các bạn kích vào cho mình hình clay ở đây nhá. Và các bạn chọn là phần Pure Pattern ở đây cũng được. Thư mục này thì giúp cho chúng ta là tạo những cái pattern nó nhanh hơn đúng không? Click vào đây, nó sẽ cho phép chúng ta tạo mới này.